hôm nay em xin giới thiệu qua một siêu phẩm tranh gỗ vận buồm xuôi gió. Có kích thước và chiều dài là 2m27 và chiều cao là 1m17. Ván của nó là dày liền khối 5 phân, hàng chế carbon đỏ lam phi. Thì sau đây em xin đi một đường sẽ chi tiết cho anh xem. Vâng, thì đối với mẫu tranh kích thước to, siêu to khổng lồ thế này thì là rất phù hợp với cả các bác có các không gian ngôi nhà rộng, nó rơi vào là khoảng 40 đến 50 mét vuông thì treo tấm tranh dài 2m37 này thì rất là đẹp. Thì các bác biết rồi đấy, thì các cái tấm tranh càng to, nội dung bên trong nó càng rõ thì mình treo lên lại càng đẹp hơn nữa, khiến cho các không gian nhà mình nó nhìn nó trang hoàng và lộng lẫy hơn. Thế tấm tranh thuận buồm này bọn em thì là phù hợp với các bác làm ăn kinh doanh buôn bán, treo tấm tranh cái này lên thì nó rất là hợp phong thủy, đúng như tên gọi của nó là thuận buồm xuôi gió đó. Cái tấm tranh thì bọn em là chế tác gỗ hương đỏ lam phi các bác nhá, hàng chọn gỗ chọn vân đẹp. Thì sau đây em đi vào các cái đường nét chi tiết của tấm tranh cho bác xem. Đầu tiên em sẽ đi từ bên trái phải sang bên trái cho các bác có thể thấy rõ cái đường nét chi tiết của em đục. Các cái buồm đầu tiên là các cánh buồm các bác nhé. Cánh buồm của em đục moi móc tinh bong rất là rõ nét. Đó, moi móc bằng tay các bác nhé, dùng đục sửa tay. Moi móc rất là kỹ. Từng các cái cánh buồm moi móc hết luôn. Đó. Đây. Cái buồm to à các bác nghe, mỏi rất sâu, rất đậm, rất sắc, rất đẹp, hàng rất đẹp, vần vèo tuyển chọn, quá đẹp luôn, quá mỹ mãn và mỹ miều. Về bố cục của tấm tranh thì bên trong là bọn em đục là tích là thuận buồm xuôi gió, còn nó bên ngoài là bọn em đục theo lối là khung hoa là tây, theo lối là hiện đại châu Âu các bác nhá. Cái mảnh của em là mảnh tim đi với khung hoa là tây là rất là đẹp, mảnh tim khung hoa là tây kết hợp với nhau. Ngoài các cái mẫu như là thuận buồm xuôi gió ra thì bên em có rất nhiều các mẫu tranh khác như là Mã Đao Thành Công, Vinh Quy Ế Tổ hay là Kiều Hoàng Du Xuân, thì các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn và giới thiệu cho các bác là các cái mẫu tranh phù hợp. Thứ nhất là về không gian nhà em có rộng như nào em có thể tư vấn, hay là tích tranh rồi phong thủy cho các bác. Bác nào cần tư vấn về sản phẩm thì cứ liên hệ bọn em theo số điện thoại trên màn hình là 0778 9933 hoặc là 0869 119 883. Địa chỉ em tại thôn Làng Nghề Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cuối cùng em xin kết thúc video ở đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Xin chào.